1001 câu chuyện. Hello, xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh 1001 câu chuyện nha. Hôm nay chị lại đến shop FGB bởi vì chị nghe tin là sticker về rất là nhiều. Và quả nhiên đó là sự thật các bạn ơi, sticker về cực kỳ nhiều luôn nha. Đây các bạn ơi, có cả những cái sticker dẻo loại khổng lồ đồ nữa nè. Đó, về nhiều lắm luôn. Và chị sẽ lựa ha, chị sẽ lựa để quay cho các bạn biết, để các bạn có thể tìm mua những cái sticker giá rẻ hợp lý và lại đẹp nữa ở shop FGB ha. Quá trời nhiều luôn, nguyên một bao này luôn nè. Đó, chị sẽ lựa và giới thiệu cho các bạn ha. Còn bây giờ sẵn thì chị sẽ quay luôn nè. Trời, shop nhiều đồ chơi quá đi. Đây, các bạn có thích chơi búp bê không nè? Rồi có thích tô màu nước không? Này ha, tô màu nước một bức như thế này là có hình như có 10.000 thôi các bạn. Mà nó có tới 2 bức lận. Đó, rất là nhiều hình luôn. Shop shop FGB bán rất là rẻ luôn. Bạn nào muốn gọi thì hãy nhớ 0937899707 để đặt hàng nha. Và chị sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết. Đó, những cái này chị cũng rất là thích chơi luôn nè. Đó, ngoài ra thì ôi, ở đây bữa nay có bán kính chống giọt bắn nữa nha. Kính chống giọt bắn cho các bạn nhỏ nè, rất là tiện lợi để phòng chống corona. Rồi có những cái ba lô xinh quá. Wow, sẵn tiện chị sẽ đi một vòng luôn. Wow, có đồ chơi trang điểm nữa nè. Đó, nó sẽ gồm có một cái hộp trang điểm trái tim. Rồi có đá nè, có bút chì nè. Rồi có phấn, có kẻ mắt. Đó, nguyên một quyển sổ này, bên trong nó sẽ có rất là nhiều tờ ha. Hình công chúa. Công chúa này là công chúa Bạch Tuyết, Elsa và Anna. Rồi công chúa cổ trang. Nói chung là sẽ có rất là nhiều hình luôn. Rồi Sophia. Đó, nhiều lắm. Rồi có cả tranh gỗ luôn nha các bạn. Tranh gỗ luôn nè. Lâu đài, con vịt. Wow, shop FGB bán nhiều quá ha. Chúng ta sẽ tô bằng màu sáp có sẵn nè. Cái xe bán kem, vân vân luôn. Rồi các bạn nào có thích ví đựng tiền không? Ví đựng tiền thì ở đây cũng có bán. Có cả những cái Wixi. À, hàng mới về không nha. Wixi to đùng luôn, siêu chậm tăng. Đó, bịt mắt nước giúp cho mắt của chúng ta ngủ ngon, không bị thâm quầng và học tốt hơn nè các bạn. Đồ chơi búp bê ha, giày rồi nè. Rồi có xếp hình nè, có cái này là chơi xếp hình công chúa nè các bạn. À, chắc là chị sẽ mua những cái mới này về để chơi luôn. Wow, sổ sticker. Đây, để qua đây cho các bạn xem. Qua đây. Chị cái này là chị quay sơ rồi, chị sẽ quay trực tiếp nhiều hơn cho các bạn xem rõ hơn. Này, đó, sổ sticker mẫu mới nha. Rồi mặc đồ Nhật Bản rồi nữa nè. Đó, mẫu mới về, rất đẹp luôn. Còn ở phía dưới nữa, nhiều quá. Wow, có cả Pop It nữa nè các bạn ơi. Pop It thì chị nghe nói hình như chỉ có 25.000 một cái thôi. Đó, hình cây kem nè, hình trái táo nè, con vịt tròn, cầu vòng. Wow, có cả là Pop It túi sách luôn nha. Đây, Pop It túi sách. Nó sẽ như thế này nè. Đây các bạn. Đó, có dây đeo chéo ha. Dây đeo chéo cũng hình cầu vòng luôn. Pop It đủ màu ha. Cái móc thì mình sẽ móc ở đây nha. Quá đẹp luôn á, cái này là thư giãn rất là tốt luôn. Nhiều quá. Còn gì nữa không ta? Đây, bánh bao khổng lồ. Trời ơi, chị thích quá à. Các bạn thích không? Đây nè, bánh bao khổng lồ, bóp nó rất là mềm luôn nha. Đó, là 40.000, có bánh bao nhỏ hơn là 25. Rồi, tiếp theo á, có nhẫn luôn. Nhẫn nè, nhẫn kim cương lấp lánh, tiền mini. Tiền tí hon các bạn, tiền này nhỏ xíu à, dễ thương lắm. Rồi sổ mà có cái bạn mochi nữa nè. Wow, và có cái sticker gì mà nó lấp lánh quá, chị sẽ giới thiệu sau nha. Rồi có những cái charm nè, những cái charm sushi rất là dễ thương. Hình như chỉ có 5.000 một cái thôi. Đó, quá nhiều đồ luôn. Rồi bây giờ thì chị sẽ chọn ra nhiều combo từ tranh gỗ rồi tranh trang trí, màu nước gì đó, chị sẽ lấy hết luôn. Có cả tranh cát nữa nha. Đây nè. Muốn đặt hàng nhớ nha, 0937899707. Có thể nhắn tin ở Zalo và Facebook của shop FGB, cũng là số điện thoại 0937899707. Trên đó sẽ có hình ảnh nè, giá luôn. Đó, các bạn tha hồ lựa chọn. Và nhớ xin phép ba mẹ để đặt hàng ha. Ngoài ra, đây shop nè, có búp bê khổng lồ rồi nè ha. Búp bê trái cây, cây xương rồng nhảy kìa. Đó, rất là nhiều luôn. Và cả slam rồi nữa. Nói chung là các bạn mua ở đây sẽ tiết kiệm được tiền ship, bởi vì nó có đầy đủ hết luôn nha, nhưng vẫn một giá ship thôi. Có cả bút rồi nữa nè, chị cũng hay mua bút ở đây, bút Wixi rồi đó. Đây nè ha, sticker lụa nè các bạn. Bút chì màu chị hay tô nè. Rồi cái hộp bút này có kim tuyến lấp lánh chị cũng hay tô nè.
Wow, và các bạn nào mà chưa có hộp búp đẹp thì hãy nhớ nha. Có hộp búp đây nè, rất là xinh luôn. Đó, hộp búp công chúa, hộp búp nước này để mình đựng những cái búp của mình á. Ồ, búp búp màu đâu cũng được. Đây, trời ơi, cái búp gì mà xinh quá đi. Nha, rất là xinh luôn. Nhiều búp lắm, gom tẩy nữa nè. Gom nè, gom mà gom cây son các bạn, rất là đẹp nha. Trời ơi, chị mê cái shop này quá đi. Các bạn xem nè, có những cái quạt tóc, lắc tay rồi nữa nè. Đó, các bạn có thể vào kênh Dove Chibi để xem nha, có nhiều lắm luôn. Lơ cột tóc nè. Kẹp tóc nơ nữa nè, đẹp chưa? Đó, rất rất là đẹp luôn. Đó, thật quay xa vậy các bạn nhìn thấy rõ không? Nhiều quá chị quay không có hết, cho nên là chị chỉ quay sơ như thế này thôi. Ở bên đây là băng đô cài tóc rồi nè. Wow, lắc tay. Thế giới lắc tay xinh xắn dễ thương. Đó, rất 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 là đẹp luôn. Bông tai nữa nè. Rồi có cả son đồ trang điểm nữa nha. Móng tay nè, móng tay giả nè các bạn. Móng tay giả nhưng mà có đính đá, đính cườm đâu ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây nè, chị mà đi tiệc á là chị mua những cái bộ móng tay này nè. Có 46.000 thôi. Về trang trí lên, có đính đá, đính cườm sẵn luôn. Khỏi cần phải ra tiệm, rất là đẹp. Hoặc là những cái sticker này nè, để trang trí tay. Wow, có loại mini cho các bạn nhỏ nè. Cái này hình như chỉ có 7.000 thôi. Runchy, các bạn có thích Runchy không? Đây, rất là nhiều mẫu Runchy, Galaxy, cầu vòng các kiểu luôn. Rồi ở bên đây thì sẽ là trái cây nè. Đó, bóc đường nữa nè, 13.000 một cái đó các bạn. Wow, đẹp quá. Đây nè, những cái Runchy này nè, chỗ này hơi tối nha. Sữa rửa mặt nè, có vớ cho búp bê luôn. Cho các bạn chứ lộn vớ trái tim á. Đây, dầu thơm, nước hoa cho các bạn đi học thơm phức luôn. Rất là xinh nha. Ở bên kia thì là gấu bông nhiều lắm. Rồi, bên đây là đồ chơi nữa nè. Bút viết ha, nhiều ơi là nhiều kiểu luôn á. Đây, rất là nhiều kiểu bút viết luôn nha. Đây các bạn. Rồi thôi, giới thiệu sơ với các bạn một chút xíu về shop FGB. Để chia sẻ là chị hay mua đồ ở đâu thì chị sẽ giới thiệu cho các bạn, để các bạn có thể mua ở đó, để có thể làm những câu chuyện và vẽ nên những cái kệ đồ, hoặc là trang trí những ngôi nhà cho sticker thật là đẹp. Đó, mà giá thì lại rẻ nữa ha. Shop FGB 0937899707. Đây là chị giới thiệu sơ những sản phẩm thôi. Chị sẽ có một video chi tiết hơn, giới thiệu từng tấm sticker mà chị mua được trong ngày hôm nay nha. Đảm bảo là tuyệt vời luôn, cả bao luôn các bạn xem nè. Các bạn đoán xem, chắc chị mua cũng phải nửa bao đó. Rồi, thôi, bye bye ha. Yêu các bạn nhiều.